những lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh tổ quốc, có nhiều sáng chế ứng dụng trong nông nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép chuyển giao chủ đầu tư của dự án tuyến metro số 1 Yên Viên Ngọc Hồi về cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tuyến Yên Viên Ngọc Hồi đã được trình báo cáo nghiên cứu khả thi lên Chính phủ từ năm 2002 với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, nhưng sau đó thêm 3 lần phân chia lại phạm vi, phân kỳ đầu tư và điều chỉnh vốn lên tới hơn 81.500 tỷ đồng. Do khó khăn về nguồn vốn đối ứng để giải phóng mặt bằng nên dự án khó hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2024 như mục tiêu đã đặt ra. Trước việc người dân ở quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Xuân, Hà Nội phản ánh về nước sinh hoạt có mùi lạ, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, chiều qua Sở Xây dựng Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác vận hành cung cấp nước trên địa bàn. Đoàn tiến hành kiểm tra chất lượng nước tại nơi cung cấp là công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Hòa Bình, kiểm tra tuyến đường ống chuyển dẫn từ nhà máy về nơi phân phối nước ở Tây Mỗ, quy trình vận hành cung cấp nước sạch của các bên liên quan. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu nước tại các khu vực kiểm tra hồ sơ vận hành, lượng hóa chất sử dụng để làm nước sạch, từ đó xem xét phân tích kỹ để đưa ra kết luận sớm nhất và công bố cho người dân. Bước đầu về mặt cảm quan, đoàn kiểm tra chỉ nhận thấy nước có mùi bất thường, nước trong chỉ ghi nhận nước hơi có màu xanh hơn so với các thời điểm kiểm tra trước đây. Người dân các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Xuân phản ánh hai ngày qua nước sinh hoạt có mùi lạ. Khi nước được đun sôi sẽ có mùi nồng đặc hơn, không thể sử dụng, buộc người dân phải mua nước lọc đóng bình để phục vụ sinh hoạt. Vừa qua, nhiều người đến tỉnh ủy Long An căng băng rôn tố cáo về công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng bất động sản Hưng Thịnh đã nhận 95% tiền mua đất của người dân tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường và đất xanh Long An từ năm 2017-2018, nhưng đến nay vẫn chưa giao đền. Về vấn đề này, sở liên ngành liên quan của tỉnh Long An có thông tin phản hồi chính thức và chỉ ra nhiều sai phạm của chủ đầu tư này. Phóng viên Vinh Quang thông tin. Về tính pháp lý của dự án Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bà Đặng Thị Thúy Hà, phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An cho hay, theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt thì dự án này chỉ có tổng cộng 14 khu, và việc công ty Hưng Thịnh tiếp tục mở bán và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2 nằm ngoài những khu này là không đúng theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo thanh tra xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát kiểm tra để xử lý, tiếp tục làm rõ những sai phạm liên quan đến dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa. Ông Nguyễn Anh Việt, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.